thưa quý vị hạ viện hoa kỳ điều trần về vấn đề tự do tôn giáo tại việt nam trong tuần này tin đến từ thủ đô washington cho hay để cung cấp các thông tin cho các nhà lập pháp và các giới chức hoa kỳ trước chuyến viếng thăm của thủ tướng cộng sản việt nam là ông nguyễn xuân phúc tới thủ đô washington vào thứ năm tuần này hạ viện hoa kỳ sẽ tổ chức một cuộc điều trần mang tiêu đề việt nam tại sao tự do tôn giáo và nhân quyền hết sức quan trọng đối với lợi ích quốc gia của hoa kỳ dân biểu Chris Smith thuộc đảng cộng hòa từ tiểu bang New Jersey sẽ chủ tọa cuộc điều trần này trong một thông cáo xuất hiện vào hôm thứ sáu tuần qua trên trang mạng của dân biểu Smith vị chủ tịch của ủy ban nhân quyền toàn cầu tại hạ viện nói rằng nhà cầm quyền cộng sản việt nam hạn chế nghiêm trọng quyền tự do tôn giáo và khi thủ tướng cộng sản việt nam đến thăm hoa kỳ vào cuối tháng này chính phủ của tổng thống donald trump sẽ có cơ hội khẳng định rằng người dân mỹ sẽ không tiếp tay cho việc đàn áp các nhóm tôn giáo các nhà tranh đấu cho dân chủ các blogger và các nhà báo riêng dân biểu smith cũng nhắc lại sự việc ủy hội hoa kỳ về tự do tôn giáo quốc tế gọi tắt là uscif mới đây đề nghị bộ ngoại giao hoa kỳ đưa việt nam trở lại vào danh sách cpc tức là danh sách đen gồm những quốc gia cần quan tâm đặc biệt những người sẽ ra điều trần trước hạ viện hoa kỳ vào hôm thứ năm này gồm bác sĩ nguyễn quốc quân thuộc tổ chức quốc tế yểm trợ cao trào nhân bản tiến sĩ nguyễn đình thắng thuộc bpsos và ông tikoma thuộc ủy ban ân xá quốc tế